Cambridge Audio là hãng loa danh tiếng đến từ Anh Quốc và Yoyo là mẫu loa mới có mặt trên cửa hàng chính hãng tại Mai Nguyên. Thiết kế của Yoyo được Cambridge lấy cảm hứng từ quá trình lao động của nghệ nhân dệt nổi tiếng của Anh Quốc là Martin Mills. Yoyo có thân loa sử dụng hoàn toàn sợi len và được xử lý đặc biệt nên có khả năng chống nước và bụi. Đồng thời, Yoyo có lớp vỏ với nhiều màu sắc khác nhau để bạn có thể lựa chọn. Cambridge Audio Yoyo có pin sạc tích hợp, thời lượng sử dụng lên đến 24 giờ với khả năng kết nối thành một dàn âm thanh 2.0 nhanh chóng. Loa sử dụng công nghệ kết nối Bluetooth AUX 3.5mm và được tích hợp microphone để bạn có thể đàm thoại đánh tay. Cambridge Audio Yoyo mang trên mình một driver 1.2 inch để xử lý các âm trung và một driver khác 3 inch để xử lý các âm bass tốt hơn. Tuy nhiên, thực tế thử nghiệm cho thấy Cambridge Audio Yoyo chơi tốt các thể loại nhạc như nhạc nhẹ, trữ tình, tiền chiến và khúc tích hợp với EDM, hip hop hay rock. Giá bán chính hãng 9 triệu đồng và được bảo hành 12 tháng chính hãng của Cambridge Audio. Sau đây, mời các bạn nghe thử chất lượng âm thanh đến từ Cambridge Audio Yoyo. Em ơi, một ngày em nói yêu anh bao nhiêu lần. Em ơi, một tuần gặp nhau bao nhiêu là vừa. Có lúc ta hay giận hơn vu vơ. Anh chẳng nói, còn em lặng im. Em ơi, mình đã yêu nhau đến bao nhiêu rồi.